Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 15 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 825 triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Công điện được ban hành sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức tổng giả soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà ở, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao để đánh giá thực trạng. Cùng với đó, Bộ cần có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại hậu quả do cháy nổ gây ra. Việc tổng ra soát hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Thủ tướng đồng thời giao Bộ Xây dựng giả soát các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình nhà ở này. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành quy chuẩn sửa đổi và tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ trước ngày 30 tháng 9, Cơ quan này cũng chủ trì phối hợp với Bộ Công an khẩn trương nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa cháy nổ, khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy đối với loại hình trên, chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp để khắc phục tồn tại. Với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quản lý xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng trước đó cần gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị tổ chức cá nhân trong việc cấp phép quản lý trật tự xây dựng xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép sai phép địa phương cũng chỉ đạo tổ chức tổng giả soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ ở người ở cao nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ có giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại hậu quả do cháy nổ gây ra chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy nhất là tại cấp huyện cấp xã kiểm điểm xử lý nghiêm những tập thể cá nhân để xảy ra các sai phạm lãnh đạo các bộ ngành địa phương cũng cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người tài sản tại địa bàn lĩnh vực phụ trách bộ công an chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ theo dõi đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện công điện tại các bộ ngành địa phương đề xuất biểu dương khen thưởng những nơi làm tốt phê bình kiểm điểm và thông báo công khai những nơi làm chưa tốt với tổ chức cá nhân thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm thủ tướng đồng thời kêu gọi từng người dân từng gia đình nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy đặt sự an toàn về tính mạng sức khỏe của mình là trên hết trước hết xác định phòng cháy chữa cháy là bảo vệ sự an toàn của chính mình của người thân và của toàn xã hội để tránh xảy ra những sự việc đau lòng như vậy, Bộ Công an đã vận động các hội gia đình tạo thêm lối thoát hiểm thứ hai. Theo báo cáo tổng kết thi hành luật phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an giai đoạn 2020-2022, Bộ này đã ban hành hai kế hoạch chỉ đạo lực lượng mở đợt cao điểm tuyên truyền, tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh. Qua đó đã kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên 23 triệu lượt đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Vận động 2,8 triệu hộ gia đình chủ động tạo lối thoát nạn thứ hai từ trang bị dụng cụ, phương tiện tại hộ gia đình phục vụ việc thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố tai nạn xảy ra. Định kỳ hàng năm, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tăng cường tổ chức kiểm tra theo các chuyên đề trọng điểm ở các chợ, trung tâm thương mại, trung cư, nhà cao tầng, cơ sở hóa chất, xăng, dầu, rừng. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với gần 20.000 lượt địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ, tai nạn cao một số địa phương có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân cấp tỉnh, qua đó đã chỉ đạo giải quyết rứt điểm một số vấn đề tồn tại, thiếu sót, xử lý nhiều khó khăn, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Để xử lý các công trình cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đưa vào sử dụng trước Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực, gọi tắt là cơ sở quy định tại điều 63A Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu các phương án giải pháp hướng dẫn địa phương thực hiện. Kết quả có 35 trên 63 địa phương ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 6 địa phương đề nghị không xây dựng nghị quyết, 22 địa phương không có cơ sở thuộc Điều 63A nên không xây dựng nghị quyết. Đến nay, theo Bộ Công an đã xử lý được gần 1.500 cơ sở trên tổng số gần 7.200 cơ sở thuộc 35 địa phương theo quy định tại Điều 63A, Luật phòng cháy chữa cháy các công trình vi phạm còn lại đang được xử lý theo kế hoạch lộ trình. Bộ Công an cũng đã theo dõi, hướng dẫn công an các địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng. Báo cáo tổng hợp công an các địa phương cho thấy đã có gần 3.000 công trình khắc phục xong trên tổng số hơn 11.000 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng tại 50 địa phương. 50 công an địa phương đã đăng tải thông tin của các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trên cổng thông tin điện tử công an tỉnh, thành phố hoặc cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân các cấp. Sau vụ cháy trung cư mini tại Khương Đình, để đề phòng rủi ro hỏa hoạn, nhiều người dân cũng đã nhanh chóng tìm hiểu và trang bị bình chữa cháy, thang dây, mặt nạ phòng độc khiến các sản phẩm này trở nên hút hàng hơn. Trong đó, thang dây cứu hộ là mặt hàng hiện được nhiều người tìm kiếm nhất theo chị a một cư dân hiện đang sinh sống tại trung cư mini khác ở hà nội cho biết ngay sau khi vụ cháy xảy ra chị a vô cùng sợ hãi và tìm mua thang dây ngay lập tức cũng sống trong trung cư mini có nhiều nét thiết kế tương đồng với tòa trung cư mini bị cháy ở phố khương hạ quận thanh xuân hà nội chị a càng lo lắng hơn và đưa ra quyết định mua thang dây nhanh chóng hơn Chị A chia sẻ, sáng ngày 12 tháng 9, tôi mua thang dây cứu hộ với mức giá khoảng 425.000 đồng loại 5m, nhưng được giảm còn 340.000 đồng. Tuy nhiên, đến tối ngày 13 tháng 9, khi người thân nhờ mua hộ, tôi đặt lại thì mới biết cửa hàng này đã tăng lên mức 550.000 đồng cho loại 5m. Vì nhu cầu mua cao mà sản phẩm thang dây cứu hộ trên các địa chỉ bán hàng online có sự chênh lệch về giá thành khá nhiều. Cụ thể, trên sàn thương mại điện tử cũng cùng mặt hàng thang dây cứu hộ này, giá sẽ dao động trong khoảng 410.000 đồng đến 520.000 đồng, thậm chí có nơi bán với giá gần 600.000 đồng. Trong khi đó, thông qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội, mức giá của loại mặt hàng này thậm chí còn có sự chênh lệch nhiều hơn. Theo khảo sát tính tới thời điểm hiện tại, mức giá rẻ nhất đang duy trì ở mức 85.000 đồng trên 1 mét, tương đương khoảng 425.000 đồng cho loại 5 mét, còn lại trung bình ở mức 120.000 đồng đến 130.000 đồng trên 1 mét, tương đương 600 đến 650.000 đồng cho loại 5 mét. Ngoài thang dây thoát hiểm, bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, chăn chống cháy, quần áo chống cháy cũng là các mặt hàng đang được tìm kiếm nhiều, gây ra tình trạng loạn giá tương tự. Cụ thể, giá các loại mặt nạ chống độc từ Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc dao động từ 200 đến 400 nghìn đồng trên một cái tùy loại, thậm chí có loại trên dưới 1 triệu cho đến 2 triệu đồng trên một cái tùy loại chăn chống cháy từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng trên một chiếc, quần áo chống cháy có giá khoảng 950.000 đồng đến 1.500.000 đồng trên một bộ. Nhìn chung, vụ cháy trung cư mini ở phố Cương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội như một lần nữa nhắc nhở cảnh tỉnh các hộ gia đình về việc tăng cường, bổ sung kiến thức, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại nhà và trang bị đầy đủ các thiết bị phòng hộ để đảm bảo sự an toàn cho bản thân cùng gia đình. Tuy nhiên trước tình hình loạn giá sản phẩm, người dân nên tìm hiểu thật kỹ để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ với mức giá cao bất thường. Theo chị Thu, một người bán hàng, các sản phẩm phòng cháy chữa cháy thì người dân cần tỉnh táo mua các đồ phòng cháy chữa cháy, cần mua các sản phẩm có tem kiểm định và đến các cửa hàng chuyên bán đồ phòng cháy chữa cháy để mua, hạn chế mua trôi nổi trên mạng. Cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy khuyến cáo với các sản phẩm mặt nạ dưỡng khí, mặt nạ chống độc Người dùng cần xem kỹ hạn sử dụng bởi đa phần sản phẩm này được thiết kế gồm các lớp than hoạt tính có tác dụng lọc khí độc. Tuy nhiên nếu sản phẩm giá rẻ hoặc sản xuất từ quá lâu sẽ không còn tác dụng. Đối với các sản phẩm thang dây thang thoát hiểm cần chú ý chất liệu, độ sai của thang để có thể đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị và quan trọng hơn hết là người dân nên tham gia tập huấn về sử dụng các thiết bị này. Theo các chuyên gia phòng cháy chữa cháy, thang dây thoát hiểm là thiết bị đã trở nên cần thiết của mỗi gia đình ở các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, ít ai có thể biết được cách sử dụng thang dây thoát hiểm đúng cách. Theo đó, chuyên gia phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn cụ thể từng bước sử dụng thang dây để bạn có thể nắm rõ, tránh trường hợp đáng tiếc như vừa rồi. Bước 1. Cần đưa tới vị trí móc ở ngoài tường, vị trí của móc treo hoặc cần có thể lắp ở cửa sổ hoặc lắp tại ban công tùy vào không gian cũng như cách sắp xếp của bạn sao cho phù hợp. Bước 2. Móc hộp giảm tốc vào giá treo tường, sau đó siết chặt ốc hãm cố định. Bước 3. quàng đai an toàn lên sát nách để tạo thế cân bằng cho cơ thể khi trượt và siết chặt sao cho vừa với người. Bước 4. Ném dây thoát hiểm xuống thông qua ban công hoặc cửa sổ và đôi chân ra trước. Lưu ý đứng trên cửa sổ tay cần phải nắm chặt dây cắp để cho cơ thể cân bằng trước khi thả người xuống bước năm úp mặt vào tường và thả lỏng người lưu ý khi người đầu tiên đã tiếp đất và tháo đai thì đầu xây đai thứ hai ở vị trí đầu cần sẽ tiếp tục đón người thứ hai thoát hiểm cứ lặp lại cho đến hết